À, kích thước chiều cao và chiều dài trùng khớp y với bé luôn. Đây cái thùng ba bát mẫu hai cái bát 30 và một cái bát 40 vậy đó. Mình sử dụng máy ép không ạ? Máy ép và sơn ga. Độ bền thì cao ha. Cái này máy ép thì nên độ bền cao. Trên này có hai hộp gỗ mít. Cái hộp tủ này nó cao bao nhiêu? 20. Tao nghĩ phải 25 hơn. Tao 27 á. À, 30 luôn. 29 nè. Rồi 29 được rồi. Chiều cao 29 ha. Rồi có mọi người có thiết bị thì mọi người coi cái chiều cao 29 đó để cân đo đong đếm coi này. Đặt được bao nhiêu cái thiết bị ha. Đây cái lưới đây. Nếu mà cô chú anh chị nào mà muốn ống thùng dài vậy thì mua mấy cái lưới này vậy. Như cái này lưới này dài 1 ly 2 á. Này 128 đúng rồi. Kiểm tra độ dày thôi các bạn. Dày hay dài? Không, ý để đến đây nè, không cần đâu. Để đến đây, để đây đo ngang với cái cao của nó để dễ đóng thùng mà được. 46. Này chính xác đấy, nhưng mà bung thôi. Bung 6 luôn. 107. 108 rồi, ok. Rồi. Dày ly 2 hả mọi người? 1 ly 2 mấy á? Mấy cái này đo 2 mấy á?